500 năm về trước đó mà. Tự nhiên. Tăng chân ca ba. Ba ba ba. Ơi. Rồi đi, đi vô. Trăm mà không thờ Phật, nhưng mà thờ Linga và vô đây. Theo quan niệm của người Trăm á, Linga là tượng trưng cho đàn ông, vô đây là tượng trưng cho phụ nữ. Có nam có nữ mới tồn tại con người. Quý vị vào đây, quý vị thấy đền thờ của người Trăm. Này là gì con, này là gì? Là hang động đó. Hang động có gì vậy ba? Hang động là hang động có cái những cái hang nè, hang đá nè. Hang động có gì vậy ba? Không có, mình đi thì mình đi theo đoàn à, mình đâu có sợ. Mình đi theo chú Đồng vậy. Không có sợ phải không? Ê mày ơi. Không đi đâu cái khu nhà. Không đi đi ra nhà. Ồ mát không? Mắt lạnh luôn thấy không? Ồ. Khô lắm à ba. Thôi, vô con mới biết. Đi ra ở trên á là cái tượng trưng cho đàn ông. Còn dưới vô đây là tượng trưng cho đàn ông. Ủa là. Chút xíu kìa. Hay là ông nữa. Đúng á, khác người Việt mình. Người Việt mình đúng á là bây giờ cũng không là trắng. Người trắng. Không có chú ơi. À. Chưa 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 chưa